vườn này sử dụng áp phí 2 năm. Và mình nhỏ thì mình cũng so sánh cái độ hao da so với vườn cà truyền thống kế bên như thế nào nha các bạn. Cái phương pháp khí á, cạo mình nhỏ nó sẽ tiết kiệm da cây mình tầm khoảng 6 lần. Như đây bạn thấy nè, năm nay cái miệng cạo nó tầm khoảng 1 gang tay hơn. Đó. Thì so với cái một năm nó chỉ tốn tầm khoảng 1 gang tay và cái miệng cạo nó khá là bé. Như thế này. Còn nó chỉ tốn 1/3 so với miệng cạo bình thường thôi. Thì một năm nó sẽ tính ra và cái dâm cạo nó sẽ lợi hơn so với là cái cạo truyền thống tầm khoảng như mức độ này tầm khoảng từ 5 đến 6 lần. Đó. Và cái này năm ngoái bên đây thì nó lành da cây khá là nhanh, tại cái miệng cạo nhỏ nên cái da cây nó lành khá là lẹ. Và hiện tại là tới thời điểm này cái sản lượng của vườn áp khí nó vẫn cao, nó cao hơn vườn cạo truyền thống khá nhiều. Đó. Cạo truyền thống thì như cái lô cây như thế này là cạo tầm khoảng 40 kg thôi, còn cạo áp khí thì sản lượng nó đủ cho khá tốt. Mình coi cái dấu mũ ở cái tôi mình biết. Và những cây khô miệng như thế này, hồi xưa khô miệng thì áp khí thì mũ nó vẫn chảy đều đặn trong 2 năm chứ không bị khô miệng trở lại, không bị khô miệng phía trên. Đây thì bây giờ ở đằng sau nó sẽ có một cái vườn cạo truyền thống, mình sẽ so sánh cái độ hao da cây của hai cái vườn như thế nào. Thì vườn này áp dụng 3 năm thứ hai nó chỉ tốn chưa tới một phần hai cái so với cạo một năm cạo truyền thống, tại vì nó mất da cây nó tầm như thế này thôi, và cái độ dài của dâm nó cũng chỉ hơn một gang tay một chút thôi. Đó là cây BB260, cây RO4 thì nó còn tốn ít hơn, và nó chỉ tốn là về cái bề rộng nó tốn bằng 1/3 so với miệng cạo truyền thống, về bề cao nó tốn tầm khoảng gần 2/3 so với cạo truyền thống. Và bây giờ là cái vườn cạo truyền thống phía bên cạnh như mình thấy nè, hiện tại là bắt đầu cạo đục lên cao, khá là cao, tại vì khi mà cạo đục kiểu này á thì cái dâm nó tốn rất là nhiều, tại vì do cái độ xéo của cái đường cạo nó rất là cao nên cái hao dâm rất là nhiều. Đó, và phạm cực kỳ nhiều luôn. Và hiện tại là hai cái vườn này cùng một thời điểm bắt đầu, vườn bên đây áp khí và vườn đây tiếp tục cạo truyền thống, thì rõ ràng cái vườn áp khí nó khai thác được rất là lâu dài, còn vườn cạo truyền thống thì ngoài cái việc cạo phạm ra khá là nặng và cái da cây nó tốn cực kỳ nhiều. Như vườn này như thế này là qua năm sau là có thể là hành lý cây rồi. Đó, cạo tới gỗ ra hết, tại vì cái công ở đây, công cạo đục nó khó, và cái cạo phạm cực kỳ nhiều. Như vườn này qua năm sau là mũ rất là kém nè, do bị phạm nặng quá, phạm hai bên. Còn vườn áp khí của chủ vườn bên kia thì gần như cái cây của mình nó rất là nguyên vẹn. Đây, những cây ở trong là cạo đục giả mang luôn. Đây đó, cạo rau gỗ hết tới vậy ha. Thì anh làm bao năm nay anh thấy sao? Nhiều lúc anh cái bữa bận không có bơm khí được à, bữa cạo tới 10 nhát luôn hả trọng hả? 10 nhát với bơm khí là vẫn có mũ còn. Dạ, thì vườn mình bước qua năm 2 thì nó qua năm sau thì mình cái lượng khí mình dùng ít hơn và mình đỡ bơm hơn nhiều, đỡ bơm năm nay nhiều. Thì qua một năm, qua năm thứ hai anh xài anh thấy sao? Thấy cái lượng mũ nó ổn định không? Ổn định, dạ ổn định bình thường. Sản lượng nó tăng bao nhiêu phần trăm so với cạo truyền thống mà cái hồi xưa của anh? Hồi đó anh không thì tăng thì có tăng đó, chứ mà do hồi đó mình cạo ví dụ như 2000 cây là làm chia làm hai. Dạ. Chia làm hai một đêm như là cạo ngàn hơn ngàn. Dạ, được bao nhiêu khí anh? Ngàn hồi đó khoảng mấy canh không? Hồi đó mình cạo bình thường. Dạ. Canh. Mà bây giờ chia ra 2000 cây lên mình cũng vẫn chia ra làm 3. Dạ. Bây giờ vẫn vậy, cũng bình thường vậy. Cũng, dạ. Cũng cùng một lượng mũ đó. Ừ. Có nghĩa là nó tăng được tầm khoảng 30%. Và độ bây giờ nó cao hơn độ hồi xưa. Cao hơn tầm khoảng mấy độ so với hồi xưa mình cạo? Như tầm giờ này thì cũng còn tầm mấy, mà bây giờ vẫn còn 30 ba hơn 32 33. 32 33 là độ cao hơn tầm khoảng 5 độ. 5 6 độ. 27 cho đến 33, 5 6 độ. Còn sản lượng tăng tầm khoảng 30%. Và đặc biệt là cái phần da cây của mình tốn nó ít, đúng không anh? Đúng, ít.
Có nghĩa là đối với cây mà tầm này thì cạo đục lên là nó sau bao nhiêu năm là hành lý. Nếu mà anh cạo đục, em thấy giống cái vườn gần đây nè, họ cạo đục mấy năm là họ phải cưa cây. Đục như anh cạo vườn miền ngắn vậy thì cạo thời gian lâu. Dạ không, cái vườn truyền thống á, thường cạo đục bao nhiêu năm là mình phải hành lý. Dạ, em thấy có cái vườn sau lưng vườn anh á, hình như là cạo đục lên á, không biết cạo đục mấy năm rồi mà nó giữ vậy. Dạ. Thì nó trồng cũng được, nó không được, nó bây giờ nó cạo lên tốt suốt à, trồng trồng một lượt cao chưa được, cạo đến cao rồi năm sau rồi phải chắc phải hành lý đúng không? Cạo vườn mình cạo vườn ngắn thì rõ ràng là cái vùng da cây nó tốn rất là ít, nên cái khả năng mình cạo nó kéo dài nhiều. Mà không bơm khí thì mình cạo hết nửa cây luôn. Dạ. Ví dụ mình đục giờ hơn nửa cây luôn. Nửa cây mà bây giờ cái bơm khí vô giờ là mình chia ra 1/4. Cái miệng cạo nó cao hơn cái này luôn anh. Cái chiều dài hơn, dài hơn mà nó cao hơn đúng không anh? Ờ, nó cao hơn. Dạ, nên làm này thì tính ra là tiết kiệm vùng giả cây ít nhất là 3 lần này, 4-5 lần này, tại vì cái này nó ngắn hơn. Dạ. Thì anh làm này qua năm thứ 2 anh cảm thấy là quen chưa? Quen rồi chứ, bây giờ làm này thì nói chung là cũng ổn định, cũng quen hết. Dạ, quen hết rồi đúng không? Kéo dài được thời gian khai thác, tăng sản lượng mũ. Và cái làm mình cũng đỡ cực hơn hồi xưa. Độ nó cũng bình dạ. Độ nó cũng đều cho nó độ nó vẫn cao hơn độ hồi xưa cạo. Nó hơi sụt xuống cỡ hai mấy độ. Dạ. Bây giờ là 30 trở lên. Dạ. Dạ. Và đặc biệt là tới thời điểm này là vườn cây cạo truyền thống này chắc là mũ giảm nhiều đúng không anh? Giảm nhiều rồi, giờ có người nghỉ rồi đó. Dạ. Chứ trong khi là có người, mấy người đều nghỉ rồi. Dạ. Tụi mình đã nghỉ rồi. Còn hiện tại vườn mình hiện tại đang cạo bây giờ là được bao nhiêu canh anh? Giờ 4 canh rưỡi 5 canh. Là mấy trăm cây anh? Chia làm 3 là 700 cây, 4 cây rưỡi 5 canh, căng 33 kg là tính giờ còn 150 kg. 150 kg mà thời điểm bây giờ là cạo truyền thống như thế này là chắc là còn tầm khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Truyền thống bây giờ chắc cũng có 2 canh rưỡi 3 canh là nhiều. Dạ, là nhiều đúng không? Dạ. À, rõ ràng là cái này nó giúp giữ cái sức vườn cây lâu hơn đúng không? Năm nay thấy lá nó giữ lá dạ. Lâu nó đụng lâu hơn là cái vườn kia cạo truyền thống. Dạ. Vì cái vườn bên kia cạo truyền thống đúng không? Mấy cái vườn cạo truyền thống thì kêu là rụng lá trước hết à, rụng lá hết nè. Còn cái vườn bên đây là lá vẫn còn. Còn xanh đây. Dạ, còn xanh, còn lấy này lấy tới Tết rồi. Này lấy tới Tết chắc được. Sản lượng mũ vẫn giữ như mất được 700 cây mà. 700 cây đúng không anh? 700. 2 ngày chia 3 là 700. 700 cây mà được 150 kg là thời điểm này là cũng nhiều. Cũng nhiều, cũng tốt. Nên làm cái này thì cái quan trọng là cái mình khai thác được lâu dài. Ừ. Mình tăng cái khả năng khai thác mũ lên gấp mấy lần và nó sẽ sản lượng nó sẽ đạt. Chứ nó không có bị giảm giống như là cạo truyền thống rồi bắt đầu cạo đục lên cao nó giảm. Là cái miệng cạo nó ngắn nó lợi được cái miệng cạo nó ngắn. Dạ. Nó ngắn. Nói chung là bây giờ so về cái công cán đi là so với cạo truyền thống hồi xưa là cái này nó đỡ tốn công hơn mà. Thì nó đỡ tốn công hơn, thì làm nó khỏe hơn. Mình làm ban ngày không nó khỏe hơn. Dạ, đỡ tốn công hơn và mình làm đỡ cực hơn. Và đặc biệt là sản lượng mũ tăng hơn, độ tăng hơn và cây giữ sức hơn. Giữ sức hơn so với cạo truyền thống và đồng thời là cái da cây mình tốn nó ít hơn nhiều, nó ít hơn tầm khoảng 5-6 lần. Dạ. Xung quanh đây họ có hay qua đây coi cái anh làm cái nào. Cũng có nhiều người lắm chứ. Dạ. Dạ thì càng nhiều năm thì người ta thấy là rõ ràng là cái lợi của cái này nó rõ ràng, nó lợi về cái phần khai thác được lâu dài và lượng mũ nó ổn định. Dạ. Cái này chắc quay về cạo truyền thống chắc là anh không làm đúng không ạ? Bây giờ thống cạo miệng cạo nó dài nên là mình phải đi ban đêm. Dạ, như năm ngoái là cái vườn trái cây đây là năm ngoái là vườn cao su mà anh làm không nổi nữa nên chắc năm ngoái trước khi làm cái này nè, trước khi làm ký thôi. Không làm nổi nên mới cắt. Dạ. Trước khi làm ốc khí là cắt do quá nhiều. Dạ. Nên nếu mà hồ biết trước cái này thì để làm luôn cạo cái này thì khỏe rồi. Dạ, năm nay giá mũ cũng tương đối tốt rồi mình sống cũng ổn chứ. Dạ, cũng thu nhập cũng tốt. Dạ. Giá bữa nay cũng được 30 hả đồng? 30 không? Dạ. Và đồng thời là cái gỗ mình để đến năm nào có giá mình bán thì nó tốt hơn. Năm nay tính ra giá gỗ cao hơn nhiều. Dạ, cao, giá, dạ, gỗ cao su. Dạ, giá gỗ cao su cao hơn nhiều.
nên mình chủ động được thời gian mình bán gỗ, chứ mình không có cần phải gọi là phải bán tháo về thì thôi. Dạ. Để về cạn mới bán gỗ làm gì. Dạ, ý em nói là chẳng hạn như mình kẹt tiền đi mình bán gỗ thì mình cũng có nguồn thu, rồi mình đợi cái thời điểm mà giá gỗ cao mình bán, chứ tội tình thì mình không bán ở những thời điểm mà giá gỗ nó thấp. Mà đặc biệt là cây sử dụng áp khí, anh thấy là cái sự phát triển cây nó có to hơn. To hơn cả truyền thống nhiều mà. To hơn. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Còn nhiều phải không? Dạ, còn nhiều anh. Mấy cái vườn bên kia là rụng hết rồi kìa. Chưa cành hết rồi. Nói chung là cái cành nó rụng trước hay sao? Dạ, cây truyền thống rụng trước. Áp khí lúc nào cũng rụng trễ hơn, nhưng mà phải làm đúng cách thì nó rụng trễ hơn. Như khi mà bào quá, làm sai cách thì nó rụng còn sớm hơn, nó giữa mùa nó rụng nữa. Thì mình làm không đúng phương pháp, hoặc là khí nó không chuẩn thì đôi khi nó cây nó chịu không nổi, nó rụng. Còn nếu mà mình làm khí chuẩn và đúng cách thì như vườn này là thời gian khai thác lâu hơn vườn cạo truyền thống tầm khoảng một tháng nữa. Dạ, kéo dài được thời gian khai thác hơn nữa. Năm nay thì giá mũ cao thì có khả năng là mấy đại lý không mua mũ họ cũng mua lâu hơn so với bình thường. Yeah. Rồi em cảm ơn anh vì bài phỏng vấn. Dạ. Tháng hai tháng nó lên tới 38-39. Dạ đúng rồi. Tụt là xuống mấy giá rồi, giờ cũng còn 30 là nói chung là cũng ổn rồi. Dạ, 30 là cũng ngon rồi. 30 là cũng đủ đủ được sống được cái cây cao su. Hai mấy còn hai mấy. Dạ. 4, 5, 6. Thì năm ngoái là giá thấp với lại cực quá anh mới chuyển qua cái này. Năm nay thì ngoài cái đó thì giá cao hơn thì mình sống khỏe, mình sống tốt. Dạ. Dạ em cảm ơn anh nhé. Rồi, dạ. Cảm ơn.